Như vậy là bán kết FA Cup giữa Manchester United với Brighton đã kết thúc theo một cách không thể kịch tính hơn. Sau 120 phút bất phân thắng bại, cả hai đội đã bước vào loạt sút luân lưu cần não. Tại đây, đoàn quân của Erik ten Hag là những người đã giành thắng lợi với tỷ số 7-6. Bỏ qua thất bại trước Sevilla, Quỷ Đỏ đã cho thấy sự chuẩn bị rất tốt trước trận đấu bằng sự thận trọng và cực kỳ chắc chắn bên phần sân nhà. Đặc biệt trong màn đối đầu được dự đoán vô cùng hấp dẫn bên hành lang phải, Aaron Wan-Bissaka đã tiếp tục bỏ túi một chân chạy cánh hàng đầu xứ sở sương mù. Vâng, đó chính là Kauru Mitoma, ngôi sao cực kỳ quan trọng trên hàng công của chim bóng biển. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại màn trình diễn đẳng cấp của Thánh Soạc. Anh lại tiếp tục nhận thêm một người con đến từ Nhật Bản, dù cả hai đều sinh năm 1997. Trước trận bán kết FA Cup diễn ra trên sân vận động Wembley, Man United đã phải nhận thất bại muối mặt trước Sevilla ở Europa League, qua đó dừng chân ở đấu trường này. Trong số những nhân tố chơi không tốt trên đất Tây Ban Nha, Aaron Wan-Bissaka đã được huấn luyện viên Erik ten Hag chỉ mặt gọi tên khi anh bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn để cân bằng tỷ số 1-1. Chúng tôi đã có cơ hội lớn với Aaron Wan-Bissaka. Đó là một cơ hội lớn để lội ngược dòng, nhưng chúng tôi đã không làm được. Tất nhiên, tôi rất thất vọng. Tôi mong đợi nhiều hơn nữa. Người hâm mộ mong đợi nhiều hơn thế. Quả thật, thật khó để đòi hỏi Thánh Soạc làm tốt trong vai trò ghi bàn, dù cho anh cũng đã có những tiến bộ nhất định mỗi khi hỗ trợ tấn công. Nhưng ở trận đấu với Brighton đêm qua, nhiệm vụ của hậu vệ người Anh là đảm bảo sự chắc chắn bên hành lang phải của đội nhà, nơi mà ngôi sao sáng giá Kauru Mitoma đã từng biến nhiều hậu vệ ở xứ sở sương mù thành gã hề khi theo kẻ manh. Ở mùa giải này, hành lang trái luôn là nơi tấn công rất tốt của chim bóng biển. Họ sở hữu bộ đôi giàu tốc độ, sức mạnh nhưng cũng không kém phần kỹ thuật. Ngoài chàng trai đến từ Nhật Bản, họ còn có Purvis Estupinan. Hậu vệ trái rất xuất sắc đã được nhiều câu lạc bộ lớn theo đuổi. Rõ ràng, sức ép dành cho Spider-Man sẽ không hề nhỏ trong cuộc đối đầu này. Bước vào trận đấu, Brighton là đội bóng nhập cuộc chủ động khi họ đang có lợi thế về thể lực cũng như đội hình mạnh nhất. Trong khi bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Erik ten Hag đang phải đau đầu khi liên tiếp những ca chấn thương đã xuất hiện. Bốn ngôi sao tuy đã trở lại nhưng vẫn chưa có được thể trạng cũng như phong độ tốt nhất. Đó là lý do mà thuyền trưởng của đội bóng áo sọc xanh trắng, Roberto De Zerbi, rất tự tin về chiến thắng dành cho chim bóng biển. Nếu xét về phong độ, những gì chiến lược gia người Italia phát biểu là hoàn toàn có cơ sở. Đây là một trận đấu rất quan trọng, chúng tôi đang cảm thấy áp lực. Tôi biết rất rõ tài năng của các cầu thủ Man United và tôn trọng họ. Nhưng tôi nghĩ Brighton có thể giành chiến thắng vì tôi tin vào năng lực của các học trò. Niềm hy vọng lớn nhất của Brighton được đặt vào bộ đôi Kauru Mitoma cùng với Alexis McAllister. Tuy vậy, tiền vệ người Argentina đã được bố trí lùi sâu để làm bóng, nên trọng trách tấn công sẽ được dồn vào ngôi sao đến từ xứ sở mặt trời mọc. Và anh cũng đã có những tuyên bố đầy tự tin trước trận bán kết FA Cup, giống với người thầy của mình. Man United là một đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi vẫn có cơ hội lớn để vào chung kết FA Cup. Chiến thắng ở trận đấu tới sẽ mang đến nhiều ý nghĩa cho Brighton. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, họ có nhiều cầu thủ giỏi và chúng tôi phải thi đấu thật tập trung, kiểm soát bóng tốt hơn và giành quyền chủ động trong trận đấu. Nếu chúng tôi thi triển lối chơi quen thuộc, Brighton sẽ có cơ hội chiến thắng. Ở mùa giải này, đóng góp của cầu thủ sinh năm 1997 cho đội chủ sân Amex không chỉ là những bàn thắng. Anh là cầu thủ duy nhất tại Premier League nằm trong top 10 cả về thống kê hiệu suất ghi bàn từ các tình huống mở và kiến tạo kỳ vọng từ các tình huống mở mỗi 90 phút. Nói cách khác, không ai ghi bàn và kiến tạo cơ hội thường xuyên hơn ngôi sao người Nhật ở Premier League 2022-2023. Chính kỹ năng điêu luyện mà Kauru Mitoma sở hữu để giành chiến thắng trong những tình huống 1-1 đã giúp anh ghi dấu ấn đậm nét trước các đối thủ mạnh. Cầu thủ chạy cánh 25 tuổi hiện đang đứng thứ 3 tại Premier League mùa giải này về số lần rê bóng thành công mỗi 90 phút. Anh đã biến không ít hậu vệ phải ở ngoại hạng Anh trở thành bại tướng của mình. Tự tin là một điều tốt, nhưng cầu thủ Nhật Bản vẫn chưa biết rằng anh đang sắp phải đối mặt với con quái vật ở các tình huống 1-1, người đã biến nhiều tiền đạo hàng đầu trở thành con trai của mình sau trận đấu.
Vâng, đó chính là Aaron Wan-Bissaka. Anh là hậu vệ có tỷ lệ thắng cao nhất ở các tình huống đối đầu trực tiếp với 93,8%, một con số thực sự ấn tượng. Không biết Mitoma có nhớ, cũng chính trên sân vận động Wembley huyền thoại này, cầu sao Crystal Palace đã nhận hai người con thất lạc của mình, đó là Alan Saint-Maximin cùng với Joseph Willock, khiến cả hai phải vô cùng khó chịu để rồi nhận lấy thất bại chung cuộc. Ở trận bán kết FA Cup vừa qua, Brighton đã chủ động lên bóng đều ở hai hành lang cánh. Nhưng ban đầu, họ tập trung nhiều vào cánh trái, nơi Diogo Dalot phải đá trái kèo. Sự cơ động của Pascal Gross cùng với Solimach đã tạo nên nhiều đường tấn công nguy hiểm về phía khung thành của David De Gea. Tuy vậy, hậu vệ người Bồ Đào Nha với sự hỗ trợ của Luxor đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau những bế tắc, chim mòng biển quyết định chuyển hướng sang Mitoma, ngôi sao đang rất được mong chờ của đội bóng. Anh cùng với Pervis Estupinan liên tục di chuyển trong cánh, cũng như bất ngờ xâm nhập vào trong. Những hôm nay, bên cạnh số 22 của Brighton, đã có một Aaron Wan-Bissaka theo anh như hình với bóng. Bất kỳ pha chạm bóng vào của cầu thủ châu Á, anh đều lúng túng trong việc đưa ra quyết định. Những pha đột phá, di chuyển cắt vào trong hay hoán đổi vị trí với các đồng đội đều không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của thánh soạc. Giống như một người cha đang trông nom con của mình, Spider-Man đã giăng tờ khắp lối đi của Mitoma, khiến anh chẳng thể nào thoát ra được. Thậm chí không ít lần, anh cố thoát khỏi vòng tay của số 29 thì lại nhận về những pha mặt tiếp xúc với chân. Và thử nghiệm xem cỏ hôm nay ở Wembley có tốt không. Bản thân ngôi sao của Brighton luôn tìm mọi cách để vượt qua hậu vệ phải của Man United. Nếu đua tốc độ không lại, anh sẽ đảo chân, di chuyển cắt vào trong và thậm chí là chạy đến giữa sân, nhưng vẫn bị Wan-Bissaka ngăn chặn bằng cú xoạc chứa danh của mình. Sau đó, bóng đã đến chân của Julio Cesar Enciso, nhưng anh đã dứt điểm không thành công. Mặc dù đã từng là nỗi khiếp sợ của các hậu vệ phải tại xứ sở sương mù, nhưng đó là khi Mitoma chưa được gặp Aaron Wan-Bissaka của Quỷ Đỏ. Dù đã đánh bại được Liverpool, Chelsea hay một vài đội bóng khác, nhưng đối đầu với Spider-Man vẫn là một điều gì đó khác biệt hoàn toàn. Anh không giống nhiều hậu vệ khác. Có thể anh không giỏi trong tấn công, nhưng ở khoảng chạm trán một với một, cầu sao Crystal Palace sẵn sàng bỏ túi tất cả. Chính điều này đã khiến ngôi sao đã được săn đón nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng tắt điện hoàn toàn. Anh là cầu thủ được chấm điểm thấp nhất trong số các tiền đạo của chim mòng biển, cùng với Danny Welbeck, nhưng cựu Quỷ Đỏ lại dính phải chấn thương và buộc phải rời sân, chứ không cày ải cả trận như số 22. Kaoru Mitoma có thể đứng top đầu trong các tình huống qua người, nhưng trước Wan-Bissaka, anh chẳng thể có lần nào làm được điều đó. 2/5 pha qua người thành công của anh ở trận đấu vừa qua chỉ đến từ những tình huống chàng trai người Nhật Bản bó vào trong nhằm tránh né sự đào bám của hậu vệ sinh năm 1997. Ngoài ra, tiền đạo của Brighton cũng có đến 17 lần mất bóng, một con số khá thất vọng so với chính anh kể từ đầu mùa giải. Rõ ràng, nếu muốn khẳng định được vị thế của mình ở xứ sở sương mù, Mitoma cần tìm cách giành chiến thắng trước những mẫu hậu vệ như Thánh Soạc, người có thể đưa ra những phương án xử lý mà ít ai có thể ngờ đến. Dù có thể mang đến nhiều rủi ro, nhưng Spider-Man, anh luôn có sự chính xác đáng ghi nhận. Về phần Thánh Soạc, đêm qua anh đã cho thấy vì sao mình được gọi là Wan-Bi Cafu, với khả năng phòng ngự siêu hạng, cùng với đó là biết cách tạo bất ngờ khi tham gia tấn công. Anh chính là nhân tố được đánh giá cao nhất trong bộ tứ vệ đêm qua, với bộ chỉ số cực kỳ ấn tượng mà bất cứ hậu vệ nào cũng ao ước có được. 100% tỷ lệ giành chiến thắng khi tranh chấp tay đôi, 2/3 đường truyền dài thành công, tỷ lệ qua người 100%, tỷ lệ tắc bóng chính xác 100%. Rõ ràng, cầu sao Crystal Palace đã thể hiện tất cả điểm mạnh của mình ở trận bán kết vừa qua. Anh không để cho cánh phải nơi mình chấn giữ trở thành tử huyệt của đội bóng. Dù đối thủ có là bộ đôi đáng sợ Pervis Estupinan và Kaoru Mitoma sở hữu tốc độ, sức mạnh cũng như kỹ thuật điều luyện, số 29 vẫn không để bất cứ ai vượt qua được mình. Góp công lớn vào việc giữ sạch mảnh lưới của De Gea trong suốt 120 phút. Ngoài khả năng phòng ngự ấn tượng, ở hiệp 2 của trận đấu, Aaron Wan-Bissaka còn có pha đi bóng khiến tất cả phải bất ngờ khi anh vượt qua Pervis Estupinan. Dù cho số 30 đã phải ôm vào người anh, nhưng vẫn không thể ngăn cản Thánh Soạc băng lên. Đáng tiếc, tình huống sau đó đã không thể dẫn đến bàn thắng, nhưng cũng đã cho thấy được chàng trai 25 tuổi cũng đã sẵn sàng làm khổ đối thủ nếu anh quyết tâm băng lên tấn công. Một lần nữa, tại sân vận động Wembley huyền thoại, Thánh Soạc lại có thêm một đứa con mới.
lần này đến từ châu Á xa xôi, chứ không còn là châu Âu nữa. Dù cùng sinh năm 1997, nhưng anh đã dạy cho Mitoma biết thế nào là nghệ thuật phòng ngự. Và nếu con trai người Nhật Bản muốn vươn tầm đẳng cấp thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cả hai sẽ còn màn hội ngộ tại nhà hát của những giấc mơ vào tháng 5 tới. Khi đó, ngôi sao của Brighton sẽ đến thăm ngôi nhà của bố Wan-Bissaka. Liệu rằng anh sẽ thích thú ở sân vận động này để gia nhập cùng câu lạc bộ với Spider-Man nhằm tránh việc phải đối đầu với số 29 một lần nữa? Đó hoàn toàn là ý tưởng đáng ghi nhận. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã rút cựu sao Crystal Palace ra ở hiệp phụ thứ nhất, có lẽ để tránh anh nặng túi khi bước vào loạt đá luân lưu. Đồng thời, thả con trai Mitoma để cầu thủ này có thể thở oxy một chút sau khi bị ngập suốt hơn 100 phút thi đấu vừa qua. Man United đã có được tấm vé vào chơi chung kết FA Cup. Dù rất vất vả, nhưng chiến thắng vẫn là chiến thắng mà thôi. Giờ đây, toàn đội sẽ tập trung vào mặt trận Premier League nhằm giữ vị trí trong top 4. Đồng thời, chuẩn bị cho màn tái hợp giữa hai bố con Wan Bissaka và Mitoma vào tháng 5 tới, khi chim mỏng biển sẽ hành quân đến sân Old Trafford. Khi đó, đừng quên chào hỏi bố một tiếng nhé, Mitoma. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.